Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sổ tay học mở đầu chương trình hôm nay sẽ hướng dẫn cách chăm sóc vết mổ sau sinh và chuẩn bị trước khi cho trẻ đi tiêm phòng. Phần hỏi đáp y tế sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ xoay quanh những lưu ý sau khi phẫu thuật mổ đục thủy tinh thể. Câu chuyện y tế cuối chương trình sẽ cho người xem hiểu đúng về bệnh lao ngoài phổi. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay tỷ lệ sinh mổ ngày càng gia tăng, vì vậy chăm sóc vết mổ sau sinh là vấn đề được nhiều mẹ bầu quan tâm. Việc chăm sóc vết mổ sau sinh đúng cách sẽ hạn chế tình trạng sẹo xấu, vết thương bị nhiễm trùng và quá trình phục hồi bị kéo dài. Ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ Trần Phương Thanh, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ tư vấn quý vị chăm sóc vết mổ sau sinh đúng cách. Thì để cho cái vết mổ nó liền sẹo được tốt, thì ngay từ ban đầu trong cái tuần đầu tiên ấy, thì mình sẽ hạn chế nước để tránh nó vào vết mổ. Tuần đầu tiên khi ở trong bệnh viện ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng và lựa chọn một số các phương pháp để hỗ trợ cho cái vết mổ nó liền sẹo tốt hơn, giảm cái tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ, ví dụ như là chiếu plasma vào vết mổ. Sang đến tuần thứ hai, khi mà vết mổ đã được cắt chỉ rồi, khi mà vết mổ đã bắt đầu liền sẹo rồi, thì mình hoàn toàn có thể tắm để nước đi qua vết mổ, nhưng tuy nhiên thì mình nên hạn chế tắm lâu. Cái việc mà mình nên làm để cho giúp cái vết mổ liền sẹo tốt hơn, ví dụ như là mình nên kiêng ăn đồ nếp này, kiêng ăn thịt bò, thịt gà. Tuy nhiên thì là để đảm bảo cái chất dinh dưỡng thì mình vẫn nên bổ sung đầy đủ tất cả các cái nhóm chất, không nên kiêng khem một cách quá mức. Thì khi mà mình kiêng khem một cách quá mức thì nó cũng sẽ làm chậm lại cái quá trình liền sẹo sau khoảng 5 cho đến 7 ngày. Thì lúc đấy thì cái ở ngoài da nó đã bắt đầu liền sẹo rồi và mình hoàn toàn có thể sử dụng được kem chống sẹo hoặc là có thể dùng nghệ để làm giảm cái tình trạng mà có thể mình gặp phải cái tình trạng sẹo lồi. Mới bắt đầu mà da bắt đầu liền sẹo lên, hoặc gọi là lên da non ấy, thì đều sẽ gặp phải cái tình trạng ngứa này, như đa phần là tình trạng ngứa nhẹ vào tháng qua thôi. Nhưng nếu như mà cái tình trạng này ngứa kéo dài, sẹo bắt đầu nó lồi lên và nó đỏ, nó ngứa nhiều, thì có thể là do cơ địa của thai phụ, đấy là cơ địa sẹo lồi, và thai phụ đấy cần sẽ, nếu như trường hợp mà ngứa quá nhiều thì có thể sẽ phải can thiệp, có một số loại thuốc mà bác sĩ da liễu người ta có thể sử dụng để giúp cho giảm cái tình trạng ngứa nhiều. Thông thường thì cái vết khẩu ngoài da thì sau khoảng một tuần thì nó sẽ liền sẹo hoàn toàn. Thế tuy nhiên ấy, thì đối với bệnh nhân mổ lấy thai thì cái vết mổ ấy nó sẽ được khâu 3 lớp. Thì những cái lớp ở phía bên trong, đặc biệt là cái phần lớp cơ tử cung ấy, thì phải cần 3 cho đến 6 tháng mới liền sẹo hoàn toàn. Thế nên chính vì vậy mà trong những cái tuần đầu tiên khi mình trở về nhà thì mình vận động, mình vận động nhẹ nhàng thôi. Hoạt động mà thể lực mà mình có thể lựa chọn, ví dụ như là tập yoga này, đi bộ này, đạp xe này, và mình lên tập luyện mà mình tăng cái cường độ dần dần ấy, nhưng cũng không nên là tập luyện quá sức. Và mình vẫn sẽ phải quan sát vết mổ. Đối với những trường hợp mà khâu chỉ tiêu có những cái tình trạng mà nó xuất hiện chảy dịch ở vị trí vết mổ xuất hiện muộn, thường là sau khoảng 2 cho đến 3 tuần, có thể đã gặp phải cái tình trạng mà dị ứng chỉ. Mình sẽ chú ý là quan sát cái đánh giá cái vết mổ. Nếu như trong trường hợp mà mình thấy đau bất thường, mình thấy chảy mổ bất thường, thì mình sẽ phải quay lại viện để thăm khám lại cái vết mổ. Tiêm phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch sẽ giúp bảo vệ trẻ em khỏi nhiều bệnh lý nguy hiểm, cũng như hạn chế các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong ở trẻ. Tuy nhiên, trước khi đưa trẻ đi tiêm, bà mẹ cần chú ý một số việc để đảm bảo bé có thể thực hiện được mũi tiêm một cách tốt nhất. Ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ Dương Thái Hưng, phòng tiêm chủng DSK thành phố Hưng Yên về những lưu ý chuẩn bị cho trẻ trước khi đi tiêm chủng. Trước khi đi tiêm thì các bố mẹ, ông bà cũng nắm sơ sơ về phần sức khỏe cho các cháu trước khi đi tiêm từ ở nhà, để tránh cái tình trạng mà đưa con đưa cháu đến nơi tiêm mà chúng tôi kiểm tra khám sàng lọc mà các cháu lại không được tiêm, lại phải đi về thì nó mất công ra. Về sức khỏe thì với yêu cầu của các cháu là khi ở nhà chúng ta cặp nhiệt độ, nếu mà chúng ta cặp nhiệt độ mà chúng ta thấy nó cháu nó nhiệt độ 37 độ 5 trở lên thì chúng ta không nên đưa đi tiêm. Trong những ngày gần đây nhất thì các cháu, sức khỏe các cháu vẫn là ăn, chơi, rồi là đại tiểu tiện bình thường. Thế còn các cháu có thể là húng hắng ho, có thể là chảy nước mũi sút, có thể là có các cái biểu hiện nhẹ thì chúng ta vẫn đi tiêm được, nhưng với điều kiện là nhiệt độ phải dưới 37,5.
Thế và những trường hợp mà các cháu nó đang vừa mới ốm dậy, các cháu vừa mới phải tiêm kháng sinh, uống kháng sinh, thì các bố mẹ lên cho các cháu uống xong cái đợt kháng sinh đó, sau khi nghỉ dùng kháng sinh ít nhất là 5-7 ngày trở lên. Chuẩn bị trước khi cho trẻ đi tiêm chủng. 1. Theo dõi tình trạng sức khỏe của bé. Bạn nên kiểm tra xem trong 3 ngày gần đây bé có sốt không, cân nặng của bé có đạt không, bé có đang bệnh không. Nếu bé đang bệnh thì bạn cần nói rõ các triệu chứng để bác sĩ thăm khám và quyết định xem bé có thể tiêm được hay không. 2. Mang theo sổ hoặc phiếu tiêm chủng. Sổ tiêm chủng và phiếu tiêm chủng vô cùng quan trọng khi đưa trẻ đi tiêm chủng, vì sổ và phiếu đã ghi đầy đủ các mũi tiêm mà bé đã được thực hiện trước đây. Từ đó, khi bác sĩ tham vấn hỗ trợ phụ huynh lựa chọn phương án chủng ngừa tối ưu cho trẻ như tiêm nhắc lại, tiêm bù hoặc tiêm thêm. 3. Ghi nhớ về các loại thuốc bé đang đã sử dụng và các loại vaccine, thuốc thức ăn bé bị dị ứng. Ghi chú về các loại thuốc bé đang hoặc đã sử dụng trên 2 tuần, vì có một số loại thuốc khi sử dụng sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine. Do vậy, phụ huynh cần ghi chú và cho bác sĩ tiêm chủng biết. 4. Vệ sinh thân thể sạch sẽ cho bé. Phụ huynh cần vệ sinh cơ thể cho trẻ sạch sẽ để tránh nhiễm trùng sau khi tiêm, cho trẻ mặc trang phục đơn giản để dễ thao tác hơn trong quá trình tiêm phòng. Người bệnh đục thủy tinh thể nếu thị lực quá kém sẽ phải mổ thay thủy tinh thể nhân tạo. Các phẫu thuật này diễn ra khá nhanh chóng, thị lực có thể cải thiện sau vài ngày. Tuy nhiên, mắt vẫn cần được chăm sóc cẩn thận bởi việc hồi phục sau phẫu thuật thay thủy tinh thể có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì hiệu quả của thủy tinh thể mới thay, cũng như là phòng tránh được các rủi ro mà người bệnh có thể gặp phải sau phẫu thuật. Vậy những lưu ý sau phẫu thuật đục thủy tinh thể là gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hưng Yên ngay sau đây. Xin chào bác sĩ, trước hết cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết là phẫu thuật thủy tinh thể là như thế nào? Phẫu thuật thay thủy tinh là một phương pháp can thiệp mà y khoa để lấy toàn bộ thủy tinh bị mờ đục ra và sau đó đặt một thủy tinh nhân tạo vào. Hiện nay kỹ thuật mổ pha cô được sử dụng rộng rãi để điều trị đục thủy tinh thể. Khi người bệnh cảm thấy mắt mờ dần đi và người bệnh tự giơ ngón tay ra trước mắt mình mà không nhìn được từng ngón tay của mình thì lúc bấy giờ người bệnh lên đi khám và để phẫu thuật thay thủy tinh thể. Xin bác sĩ cho biết là những gì cần phải làm ngay sau khi phẫu thuật thay thủy tinh thể? Những việc cần làm ngay sau khi phẫu thuật thủy tinh thể là người bệnh cần đeo kính bảo hộ, chắn bụi đúng cách và sử dụng thuốc tra nhỏ theo chỉ định của bác sĩ nhãn khoa, hạn chế xem TV và sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điện tử, bổ sung dinh dưỡng và cân bằng đầy đủ dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là tăng cường các loại thực phẩm vitamin A, C, E và thực phẩm chứa nhiều omega tốt cho mắt. Vậy các hoạt động nào cần tránh sau khi phẫu thuật thay thủy tinh thể thưa bác sĩ? Không dụi mắt hoặc sờ đè lên mắt, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi trong vòng 1 tháng sau khi phẫu thuật. Tránh làm việc tập thể dục quá sức mang vác, cúi đầu thấp hơn lưng, không để xà phòng, dầu gội đầu, mồ hôi hoặc hóa chất vào mắt trong những ngày sau khi phẫu thuật. Không trang điểm, bơi lội hoặc tham gia các hoạt động có nguy cơ va chạm đến mắt từ 2 đến 4 tuần. Sau khi mà phẫu thuật thay thủy tinh thể thì khi nào cần phải khám lại thưa bác sĩ? Bệnh nhân cần tái khám trong vòng 1 tuần hoặc 1 tháng sau khi phẫu thuật. Trong các trường hợp sau phẫu thuật người bệnh đau nhức mắt, đỏ mắt, khô mắt, chảy máu mắt, suy giảm thị lực hoặc mất thị lực đột ngột, nhìn có chấm đen trước mắt, lốm đốm hoặc lơ lửng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
Nói đến bệnh lao, thông thường mọi người sẽ chỉ nghĩ đến lao phổi mà không biết rằng còn có các bệnh lao ngoài phổi, một thể bệnh lao khác. Vì ít phổ biến, không nhiều người biết nên bệnh lao ngoài phổi dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác, khiến cho bệnh nhân không được điều trị đúng phác đồ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy nên, cần phải hiểu đúng về bệnh lao ngoài phổi. Bệnh lao được phân làm hai loại, lao phổi và lao ngoài phổi. Lao phổi là bệnh lao tổn thương ở phổi, phế quản, là thể lao phổ biến nhất, chiếm 80-85% tổng số ca bệnh. Lao ngoài phổi là bệnh lao tổn thương ở các cơ quan ngoài phổi như màng phổi, hạch, màng bụng, sinh dục, tiết liệu, da, xương, khớp, màng não hay màng tim. Theo số liệu chưa đầy đủ của Bệnh viện Phổi Hưng Yên, trung bình cứ 10 bệnh nhân lao thì có từ 2-3 bệnh nhân mắc lao ngoài phổi. Ngoài các triệu chứng chung thì bệnh lao ngoài phổi còn có các biểu hiện dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, điển hình nhất là lao cơ, xương khớp. Nhiều trường hợp bệnh nhân nghĩ mình bị cơ xương khớp thông thường nên chủ quan không đi khám, đến khi xác định đúng bệnh thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, khó điều trị. Trường hợp của bà Trung, 54 tuổi là một ví dụ. Bà Trung có biểu hiện ho đau tức ngực, khó thở. Bà cũng tự ý sử dụng nhiều loại thuốc trị ho trong thời gian dài mà không khỏi. Bà Trung nhập viện trong tình trạng tràn khí màng phổi, phát hiện lao màng phổi, nhập viện muộn, tổn thương ở màng phổi nghiêm trọng, gây khó khăn trong quá trình phục hồi. Thì thấy nó kém ăn với chút cân, tôi đi khám, xét nghiệm thì bảo mình là bị lao. Bị thì mình mới biết chứ còn có bao giờ quan tâm đến bệnh lao nữa. 3 tháng trước, chị Trang có biểu hiện sụt cân, sốt nhẹ về chiều. Chị đến một cơ sở y tế khám, phát hiện các khối u ở nhiều hạch và được tư vấn sinh thiết tế bào ung thư. Đến Bệnh viện Phổi Hưng Yên khám bệnh, chị Trang được chuẩn đoán mắc lao hạch. Căn bệnh này không có khả năng lây truyền, nhưng khi không được chữa trị đúng cách và điều trị sớm ở các giai đoạn đầu, có thể sẽ trở thành khối u ác tính. Sau 2 tuần điều trị, đến nay sức khỏe của chị đã cải thiện rất nhiều. Cơ thể của tôi nó cũng hơi mệt mỏi một chút, thì với cả có cái biểu hiện là về chiều nó hơi sốt nhẹ, với cả là nổi hạch ở cổ, thì bắt đầu gia đình cho đưa đi khám thì phát hiện ra là lao hạch. Trước đây thì có nghe lao rồi nhưng mà chưa biết là có cả những cái bệnh lao như lao hạch, chỉ nghe là lao phổi thôi. Nghe lao là cũng thấy sợ ấy. Nhưng mà sau khi mà vào bệnh viện là được các bác sĩ tư vấn với cả thăm khám thì các bác sĩ tư vấn cho thì cũng thấy là không lo lắng lắm. Lao ngoài phổi thì âm ỉ, nó không dồn dập như kiểu là ở lao phổi. Nên là hầu hết những người đến đây cũng là đã bị từ có thể là lâu rồi, không phải là bị sớm. Bởi vì phát hiện một cái lao ngoài phổi này khó khăn hơn là phát hiện lao phổi. Có thể là ví dụ lao phổi mình có thể xét nghiệm đờm, hoặc là nó ho, nó triệu chứng nó dồn dập hơn thì phát hiện sớm hơn. Nhưng cái này nó cứ âm thầm như ở trong lao ruột, nó có một cái khối rất là to, khi mổ ra sinh tiết thì mới biết là mình bị là lao ruột. Hầu hết thì mọi người đều nghĩ là lao phổi thôi, chứ còn ở cái lao ngoài phổi này thì rất ít người biết. Cũng khuyên tất cả mọi người, ví dụ như lên đi khám định kỳ 3-6 tháng một lần, hoặc là khi có triệu chứng ho, sốt hay là vã mồ hôi về đêm, gầy sút cân thì cũng lên đi khám. Lao ngoài phổi nếu được phát hiện sớm, chữa trị và tuân thủ đúng phác đồ điều trị thì khó có nguy cơ lây nhiễm, tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn rất cao, trên 90%. Ngược lại, nếu phát hiện và điều trị muộn thì hậu quả để lại rất nặng nề, nhất là thể lao cuộc sống và lao màng não. Người dân cần đi khám, chẩn đoán tại các cơ sở y tế có chuyên môn để được tư vấn kịp thời. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.